ban liên lạc truyền thống, ban liên hiệp quân sự bốn bên và hai bên chạy ra bít tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm hiệp định Paris, 41 năm ngày giải phóng miền Nam cũng là ngày phái đoàn quân sự bốn bên và hai bên kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình và được về nhà. Họp mặt là để chúng ta gặp lại đồng đội, đồng chí, bạn bè cùng công tác chiến đấu, cùng kề vai sát cánh vượt qua thử thách khó khăn gian khổ ác liệt 823 ngày đêm trong xào huyệt quân ngũ. Năm 2012, hai phái đoàn quân sự của ta trong ban liên hiệp quân sự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và đang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp hạng di tích trại David và di tích lịch sử quốc gia. Là khu di tích, một công việc đặt ra là phải phục dựng một số công trình cơ bản có tính đặc trưng như vốn có của nó để xây dựng khu di tích có giá trị lịch sử văn hóa thật sự. Các thành viên của hai phái đoàn quân sự chúng ta là nhân chứng lịch sử có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến phục dựng các hạng mục công trình của khu di tích. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Đến dự buổi họp mặt, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí thiếu tướng Trần Hữu Tài, phó chủ nhiệm chính trị quân khu. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Phụng, phó chủ nhiệm chính trị bộ tư lệnh thành phố. Ban liên lạc đến với có các đồng chí ở ban liên lạc truyền thống, ban chí vật mặt trận khu ủy Sài Gòn Gia Đình. Tôi xin giới thiệu các đồng chí luật sư Triệu Quốc Mạnh, cán bộ hoạt động bí mật đơn tuyến đặc biệt của ban chí vật khu ủy Sài Gòn Gia Đình, nguyên chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Sài Gòn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, nhà giáo Nguyễn Bình Minh, tiến sĩ giảng viên Đại học Sư phạm Sài Gòn, Nhạc viện Sài Gòn. Ba là đại diện nhóm trí thức Việt Thổ Pháp có các anh chị kỹ sư Bùi Văn Hà, Nguyễn Thị Ngai và thạc sĩ Thái Thị Ngọc Dương, và tư nhân ông Nguyễn Văn Diệp. Đồng chí Đoàn Mạnh Hùng là thanh niên sinh viên Việt Kiều, đồng chí Dương Cao Nguyên, đồng chí Nguyễn Sĩ Thành, nhà giáo Nguyễn Văn Tuấn và nhà giáo Kiều Xuân Long. Đặc biệt về dự hội nghị còn có thân nhân của các đồng chí đã quá cố, một là bà Đỗ Thị Bích Cường, phu nhân thiếu tướng Đoàn Nguyên, bà Trần Thị Bi, phu nhân anh hùng Đỗ Tân Phong, anh Bùi Văn Thọ, Bùi Thọ Thanh, con trai đại tá Bùi Thanh Liết, chị Hồ Thị Hoài Thu, con gái thiếu tướng của Quang Hóa, chị Ngô Thị Bích Loan, con gái đại tá Ngô Văn Dương, chị Trần Thị Anh Tuyết, con gái thiếu tướng Trần Văn Danh, anh Nguyễn Đôn Hòa, con rể đồng chí Lê Đặng, bà Nguyễn Thị Tuyết Đoàn, vợ đồng chí Bùi Văn Mẹo, bà Nguyễn Thị Ninh, vợ đồng chí Dương Ba, anh Dương Ngọc Thông, con đồng chí Dương Ngọc Thạch, anh Nguyễn Xuân Lộc, con đồng chí Nguyễn Ngọc Dung. Về chương trình của buổi họp mặt hôm nay, tôi xin phần thứ nhất là giới thiệu đại biểu, hai là đồng chí trưởng ban sẽ lên báo cáo về cái tình hình của ban liên lạc trong cái thời gian vừa qua, rồi thì ý kiến chỉ đạo của quân khu và đáp thư của ban liên lạc, phát biểu của các đại biểu, phát biểu kết thúc họp mặt chúng mình như kinh nghiệm và dùng cơm trưa. Đấy là cái chương trình của cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Bây giờ tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu đồng chí Lê Hùng để thay mặt ban liên lạc để lên báo cáo về hội nghị. Thì trước tiên, năm nay thì tôi được thường trực ban liên lạc giao nhiệm vụ làm trưởng ban liên lạc truyền thống của ban liên lạc quân sự bốn bên, hai bên đại đức, do đồng chí Bạch Vân tuổi cao sức thì có yếu cho nên là giao lại cho tôi
về mặt năng lực tư duy thì đồng chí rất còn sáng suốt, rất còn mạnh mẽ, rất còn thông thái, nhưng mà đồng chí vẫn là một thành viên của thường trực ban liên lạc để hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi. Thì tôi xin báo cáo trước tiên với các đồng chí trong ban liên lạc và các cơ quan là như vậy. Kính thưa đồng chí là phó chủ nhiệm chính trị quân khu, kính thưa đồng chí phó phòng chính trị của bộ tư lệnh thành phố, kính thưa tất cả các đồng chí đại biểu về dự của họp mặt hôm nay, về báo cáo thì tôi có báo cáo có ba phần, nghe thì nó dài như thế nhưng mà cũng ngắn thôi. Cái thứ nhất là tình hình nhân sự của ban liên lạc truyền thống, ban liên hợp quân sự quân bình và hai bên, quân số chung của ban liên lạc truyền thống, ban liên hợp quân sự đại đội biết phía nam, phía bắc thì nó còn đông hơn. Thì cả cái 35A ở Lộc Ninh và 35B ở Thạch Thất, hai tập số lớn tuổi từ 80 tuổi trở lên khoảng 100 đồng chí. Có đồng chí hiện nay đi dự đây cả 89 tuổi rồi, cho nên thế hệ các đồng chí mà đi tập kết rồi những cái sĩ quan công tác trong ban liên hợp quân sự hiện nay ấy, thì đã từ trang sức yếu, có nhiều đồng chí mời nhận được thư mời nhưng mà không đi được vì lý do sức khỏe. Thì các đồng chí biết là hiện nay trong cái thành viên chỉ huy của ban liên lạc của ban liên hợp quân sự thì còn chỉ có hai đồng chí thôi, một là đồng chí Sa Bồng, thứ hai đồng chí Dương Đình Thảo, nhưng mà các đồng chí đều lớn tuổi cả không đi được. Năm 2015 thì có hai đồng chí tiền trần, một là đồng chí Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, họ 90 tuổi. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn có mặt ở đoàn ngày 27 tháng 3 năm 1973 là trưởng đoàn đại biểu quân sự là trong ban liên hợp quân sự hai bên từ tháng 4 năm 73 đến 30 tháng 4 năm 75. Đồng chí có những đóng góp rất lớn vào thắng lợi của đoàn đại biểu quân sự của ta trong ban liên hợp quân sự hai bên. Đồng chí có nhiều đóng góp trong việc xây dựng ban liên lạc truyền thống và trong việc đề nghị nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang cho hai phái đoàn quân sự của ta trong ban liên hợp quân bình và hải quân. Thứ hai là đồng chí Đặng Văn Nghiêm, sĩ quan liên lạc của ban liên của phái đoàn trong ban liên hợp quân sự quân bình và hải quân. Đồng chí họ 88 tuổi. Trong hai lễ tang của hai đồng chí, thường trực ban liên lạc đã tổ chức đoàn đến viếng chia buồn và tiễn đưa hai đồng chí đến nơi địa vị cuối cùng. Trong đám tang thì chúng ta đây có người có đi dự, có người không đi dự được, cho nên đề nghị chúng ta đứng dậy một phút mặc niệm đối với hai đồng chí. Một phút mặc niệm mới đọc. Rồi, mời các đồng chí. Trong buổi họp mặt hôm nay, nhiều đồng chí vì tuổi cao, sức yếu không đến dự với chúng ta được. Về phần hai, hoạt động của thường trực ban liên lạc trong năm 2015. Cái thứ nhất là cử người dự họp và tham gia khảo sát trên thực địa khu vực sẽ xây dựng khu di tích. Thường trực ban liên lạc chúng tôi tham dự ba cái cuộc. Thứ hai đã hoàn thành cái quyển kỷ yếu của ban liên lạc của cái ban liên lạc truyền thống tại cái vinh của chúng ta. Thì thường trực các đồng chí trong thường trực ban liên lạc có rất nhiều cố gắng để truy tìm thông tin, nhưng mà qua cái kiểm tra còn rất nhiều
sai sót và cũng còn thiếu rất nhiều đồng chí. Cho nên là ban liên lạc, thường trực ban liên lạc chúng tôi cũng mong rằng các đồng chí cũng thông cảm và cũng tha thứ cho. Cái việc thứ ba là tổ chức thăm các thành viên của ban liên lạc đau ốm bệnh tật. Cái việc thứ tư là tổ chức đoàn đi viếng lễ tang đồng chí Hoàng Anh Tuấn và đồng chí Đặng Văn Nghiêm, và công tác báo cáo hàng năm theo quy định cử người đi dự họp Cựu Chiến binh Việt Nam, của Cựu Chiến binh Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư là kiện toàn nhân sự, thì thường trực ban liên lạc cử đồng chí Lê Hùng làm trưởng ban thay cho đồng chí Mạnh Vân vì lý do sức khỏe. Cái phần ba là định hướng hoạt động và những công việc cần phải làm trong thời gian tới. Cái điều thứ nhất là tham gia một cách tích cực, trách nhiệm trong xây dựng khu di tích ban liên hợp quân sự Cải Ra Vích, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chuyên môn nhiệm vụ trong khả năng của mình khi được tổ chức phân công. Cụ thể, các thành viên trong hai phái đoàn đại biểu quân sự, các ban liên hợp quân sự bốn bên và hai bên là những nhân chứng lịch sử có ý kiến tham gia phục dựng các công trình có tính cơ bản đặc trưng trong khu di tích. Chúng tôi dự kiến sẽ phục dựng các công trình như sau. Một là cổng đoàn đại biểu quân sự của ban liên hợp quân sự hai bên và bốn bên. Thứ hai, tháp nước, tức là xây dựng lại cái tháp nước nơi mà lúc 9:30 phút 30 tháng 4 năm 1975 chúng ta đã cắm cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam trên cái tháp nước này. Thứ ba là khôi phục lại, xây dựng lại cái nhà họp báo hàng tuần của phái đoàn, một hoạt động có nhiều cái hiệu quả. Chúng ta thông qua các hoạt động báo chí, chúng ta vạch trần bản chất phản động của chính quyền Sài Gòn, bản chất hiếu chiến của Đế quốc Mỹ và tuyên truyền cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta trước dư luận trong nước và thế giới. Có thể nói rằng cái hoạt động báo chí của chúng ta trong ban liên hợp quân sự đạt một cái thành công cực kỳ to lớn, góp một phần thắng lợi rất lớn cho cái hoàn thành nhiệm vụ của ban liên hợp quân sự. Xây dựng lại cái hầm chỉ huy nơi mà ta tiếp phái đoàn được gọi là thành phần thứ ba vào để gặp cái phái đoàn của ta vào lúc là 1:30 khoảng 22 giờ là ngày 29/4/1975. Xây lại cái hầm quân y nơi cứu chữa các đồng chí thương binh trong đêm 29/4/1975. Xây lại cái phòng họp bí mật của lãnh đạo chỉ huy đoàn. Thứ bảy, nhà ở của cán bộ chiến sĩ có hệ thống hầm hào công sự chiến đấu, của một cái khu chiến đấu của một cái dãy nhà. Đây là ta xây dựng 7 cái hạng mục công trình như vậy. Chỉ có 7 công trình như thế thôi, tưởng đâu là dễ làm lại, dễ xây dựng, nhưng mà không dễ chút nào. Vì chúng ta phải phục dựng như vốn có của nó mới thực sự là khu di tích lịch sử. Bây giờ đã trải qua 40 năm thì báo cáo các đồng chí, toàn bộ khu vực này phá sạch, không còn cái gì cả. Cái tháp nước cũng không còn, nhà họp báo không còn, cái hệ thống công sự công trình của ta hoàn toàn không còn. Hiện nay khu vực đó thì do cái công ty lợi dụng hàng không xây dựng cái khu vực kinh tế, và đã trong quy hoạch thì chúng ta không thể khác ở đòi vậy được. Mà các đồng chí cho ta cái khu vực khác thì theo cái thống nhất ban đầu là chúng ta được 4.000 m² trong cái khu gì để xây dựng cái khu di tích đó. Thì bây giờ cách nào để chúng ta làm khôi phục lại chính xác để trở thành một cái khu di tích thật sự là lịch sử thật sự? Cái điểm thứ nhất là cái hầm quân y, thì đề nghị các đồng chí bác sĩ, thì đây còn anh Sơn và anh Quỳ Anh,
là hai bác sĩ và các đồng chí là y tá thì có đồng chí Chiến, và còn lại một cái bộ phận trẻ là anh em vệ binh Đào Cái Hạnh là quân viên, lúc đó là đồng chí nào. Thì đề nghị các đồng chí vẽ lại kích thước hướng đông hướng tây tất cả một cái công trình đó thì vẽ để mà chúng ta xây dựng lại đúng cái hầm quân viên, mà có thể là tới 2-3 thương binh cùng một lúc, có thể xuống mấy giường như đó mà quan trọng lắm. Cho nên là đề nghị các đồng chí hãy có ý kiến, và sau này sẽ có cái cách tổ chức thành lập một cái tổ để mà làm cái việc này cho nó hợp lý. Cái việc thứ hai, hầm chỉ huy thì các đồng chí trong bộ phục vụ thủ trưởng và những đồng chí vệ binh đào hầm phải có ý kiến về việc xây dựng cái hầm như thế nào. Thật ra cái hầm đó thì chúng tôi không có ai được của chúng đó, cho nên bây giờ chỉ có các đồng chí vệ binh và các đồng chí công bộ thôi, đấy là hai cái hầm là như vậy. Thứ ba là cái hầm bí mật, tức là cái hầm họp bí mật của lãnh đạo chỉ huy đoàn, lúc đó là do đồng chí Kiên, thiếu tá Kiên phụ trách, nhưng mà đồng chí Kiên đã hy sinh trong cái đêm 29 tháng 4 năm 2015. Cho nên là bây giờ những đồng chí nào biết về cái nhà này thì các đồng chí biết là xây dựng lúc đó cái hầm để họp bí mật đó, dùng cái mền Trung Quốc như thế là 10 cái mền toàn dây lại để mà ngăn cách cái nó thu âm, nó nghe động. Cho nên là đấy là một cái nhà cũng là rất quan trọng trong cái hệ thống chỉ huy của ta, của cơ quan của ban liên hợp quốc. Những cái hiện vật hiện nay đấy thì qua hơn 41 năm rồi, những hiện vật liên quan đến công tác của từng bộ phận, ví dụ như cái ban thủ tục, ban triển khai, ban trao trả, ban thông tin, ban cơ yếu, ban chính trị, phòng hậu cần, rồi văn phòng của ban liên hợp của phái đoàn. Theo tôi biết, giai đoạn bốn bên 60 ngày tháng 2 và tháng 3 năm 1975 thì ban thủ tục, ban triển khai, ban trao trả có nhiều hoạt động đấu tranh căng thẳng quyết liệt để giành thắng lợi. Đến nay thì chúng ta còn lưu giữ những hiện vật gì, những kỷ niệm gì? Cái này rất là quan trọng, đặc biệt các đồng chí biết rằng cái ban thủ tục giai đoạn đầu đấy chúng ta đặt ra và đấu tranh với nó, buộc nó phải đồng ý thực hiện chúng ta 11 điều ưu đãi miễn trừ dành cho ban liên hợp quân sự, tức là cái vị trí về mặt ngoại giao ngang với cái ưu đãi miễn trừ của các cái đoàn ngoại giao quốc tế. Đấy là một cái thắng lợi rất lớn trong cái bốn bên của chúng ta. Và chúng ta đòi cũng hàng trăm ngàn là tù binh Trung Quốc rồi, cho nên đấy là một cái thành tích rất lớn. Có thể nói là cái giai đoạn bốn bên ấy, thì hai cái ban này rất quyết liệt, rất căng thẳng, và chúng ta đạt được rất nhiều hiệu quả. Thì riêng chúng ta cố gắng giữ, còn lưu giữ lại được cái gì để mà giao cho các đồng chí đồng thường trực ban liên lạc, để khi chúng ta có cái di tích thì chúng ta có cái trưng bày đó. Riêng tôi thì tôi còn hai cái hiện vật. Một là cái vali để chúng tôi đưa tài liệu từ ở Tân Duy Nhất ra Lộc Ninh và lấy tài liệu từ Lộc Ninh về Tân Duy Nhất. Bởi vì hàng tuần đấy chúng tôi có một cái được đi vào trong Lộc Ninh, giao tài liệu về Lộc Ninh và nhận tài liệu từ Lộc Ninh ra. Đó là cái hiện vật thứ nhất, cái vali bằng da dành cho cái phái đoàn để đi tài liệu. Cái thứ hai đấy thì tôi còn giữ được cái này không biết gọi là cái gì, là cái mắm để mà nấu cơm của phát Mỹ, nấu cơm như mình ăn thì còn giữ nó là bằng inox, cho tới nay vẫn giữ. Khi chúng ta có cái khi khu di tích thì chúng tôi sẽ trao lại cho cái khu di tích của ban liên hợp quân sự chúng ta. Chúng ta có thể làm tốt nhiệm vụ xây dựng khu di tích khi chúng ta xác định được các vấn đề như sau. Cái thứ nhất, chúng ta phải xác định xây dựng khu di tích để làm gì, xây dựng khu di tích cho ai, xây dựng khu di tích nhằm mục đích gì, và yêu cầu xây dựng khu di tích phải đạt được những chuẩn mực gì. Đây là những vấn đề đặt ra theo cái suy nghĩ của thường trực ban liên lạc chúng tôi. Cho nên cái họp mặt hôm nay đó nó có cái giá trị là các đồng chí phải đồng góp. Theo nhận thức của chúng tôi, xây dựng khu di tích nhằm bảo vệ những giá trị lịch sử vốn có của nó,
tức là một cái giá trị lịch sử của một đơn vị anh hùng. Thứ hai là phải có giá trị giáo dục truyền thống cho hôm nay và mai sau. Thứ ba là phải kết hợp lịch sử, văn hóa và du lịch lịch sử và khám phá. Vì khu di tích này nó có liên quan đến quốc tế. Quốc tế cái thứ nhất là Mỹ là một thành viên của 4 thành viên trong cái ban liên hợp quân sự, 4 bên và 2 bên. Còn các cái nước như Canada, Indonesia, Hungary, Ba Lan và Iran thì các đồng chí biết rằng Iran đó nó ở một giai đoạn thôi, sau đó Mỹ nó không cho Iran nữa mà thay vào đó là Indonesia. Cho nên đó là Mỹ cũng là một quốc gia rất quan tâm đến vấn đề lịch sử. Nếu nó biết chúng ta là có cái khu di tích lịch sử về trại David, những sĩ quan Mỹ tham gia cái bốn bên thời kỳ đó nó sẽ đến. Và các cái quốc gia tham gia vào cái quỹ ban quốc tế kiểm soát và giám sát cũng sẽ đến xem coi như thế nào. Thì nó gắn liền với Lộc Ninh và cái ban liên hợp chúng ta ở Tân Sơn Nhất. Cho nên đây là một cái vé mà chúng ta xem như thế nào để thu hút được họ. Và cũng là cái du lịch luôn. Thì tôi thấy rằng như cái mô hình của Củ Chi, không biết là tôi cũng có ra phía Bắc, nhưng mà tôi thấy cái mô hình của Chi là đứng hàng số 1, rất hiệu quả, giáo dục về truyền thống cực kỳ tốt, và đồng thời cũng thu hút được rất nhiều khách quốc tế và kể cả khách trong nước. Tôi cho rằng đây là một cái mô hình chúng ta cần nghiên cứu. Tất nhiên cái sức của chúng tôi thì chỉ tham gia phục dựng thôi, chứ còn cái này thuộc về Sở Văn hóa Thông tin. Rất tiếc hiện nay là các đồng chí Sở Văn hóa Thông tin không có gì. Nếu nên di tích lịch sử, nếu mà chỉ cái di tích lịch sử chỉ bằng hoạt động, chỉ bằng ngân sách của nhà nước thì không thể nào phát huy tác dụng bảo dưỡng duy tu khu di tích. Cái đó rõ ràng như vậy. Thì tôi cũng đi rất nhiều cái khu di tích Hà Nội, nhưng mà rồi nó cũng là ai mà xem, cho nên cái này là phải di tích. Những năm qua chúng ta có ít nói đến Ba Vị Lama, tức là cái đoàn chúng ta Lộc Ninh. Ba Vị Lama có một cái vị trí rất quan trọng là hậu phương của Ba Vị Lama Phật, nơi có trụ sở tiếp khách của chính phủ Cộng hòa lâm thời, bây giờ ta gọi là cái nhà cao cảng. Ở đó là do là kiến trúc sư Bình Định Phát đã thiết kế và xây dựng được. Là nơi có sân bay tiếp nhận hàng trăm ngàn những người chiến thắng trở về. Ba Vị Lama đã đóng góp một phần rất quan trọng cho Ba Vị Lama hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, ở đây là có là các đồng chí đại biểu của đoàn Ba Vị Lama, thì cũng rất thông cảm là lâu nay thì ít nói đến các đồng chí. Thì hôm nay thường trực ban liên lạc chúng tôi và các đồng chí ở trong ban liên lạc rất nhất trí để gắn liền cái nhiệm vụ của Ba Vị Lama và Ba Vị Lama B là một. Cái thành tích của Ba Vị Lama là thành tích của Ba Vị Lama B, mà thành tích của Ba Vị Lama B là có một cái phần rất quan trọng của các đồng chí ở trong Ba Vị Lama. Đó là cái báo cáo chúng tôi là tới đây hết. Giờ xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí của khu. Kiểm tra đồng chí kiểm tra. Kính thưa đồng chí Bạch Danh, nguyên là trưởng ban liên lạc của đại đoàn kết. Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các ban liên lạc, câu lạc bộ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc quân khu. Kính thưa các đồng chí trong thường trực ban liên lạc, các đồng chí cán bộ, nguyên là cán bộ chiến sĩ, nhân viên và thân nhân của cán bộ chiến sĩ của đoàn đại biểu quân sự chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Kính thưa tất cả các đồng chí, hôm nay thì tôi rất phấn khởi được dự họp mặt của ban liên lạc truyền thống trại David nhân kỷ niệm 43 năm hiệp định Paris và 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
có thể nói là ngày kết thúc nhiệm vụ của đoàn đại biểu quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu của Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong ban liên hợp quân sự bốn bên và hai bên. Báo cáo với các đồng chí là hôm nay thì Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu là do những công việc đột xuất không đến dự được với cuộc họp mặt hôm nay, xin chuyển lời của thường vụ đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ nhân viên của hai phái đoàn quân sự lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, ngày 27 tây tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris thì ký kết về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng hiệp định ký kết chưa ráo mực thì Mỹ Ngụy đã tiến hành nhiều thủ đoạn trắng trợn để phá hoại hiệp định. Và dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Quân ủy miền, toàn đại biểu quân sự của Chính phủ Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Việt Nam Việt Nam đã được thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược và cũng là sách lược sáng tạo của cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao, quân sự. Đây cũng là bài học vô cùng quý giá trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cũng như là nghệ thuật đấu tranh ngoại giao quân sự của đảng, đó là vừa đánh vừa đàm, mưu trí dũng cảm, khôn khéo, mềm dẻo, nhạy bén và linh hoạt, tích cực chủ động, tiến công kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao. Mặc dù hoạt động đấu tranh nằm giữa sào huyệt của địch, bị chúng bao vây cô lập, cản trở và có thể bị bắt làm con tin hoặc là hủy diệt bất cứ lúc nào, nhưng với phẩm chất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ và thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh là dĩ bất biến, ứng vạn biến, cũng như quán triệt phương châm tỉnh táo, linh hoạt, kiên cường, không khoan nhượng, cán bộ chiến sĩ của hai đoàn quân sự của ta đã luôn vững vàng về chính trị, ý chí chiến đấu và mưu trí sáng tạo, đã đánh bại mọi mưu đồ, các cái thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Chúng ta đã kiên cường biến trại ra vứt thành trung tâm đấu tranh ngoại giao quân sự rất mạnh mẽ, quyết liệt và có hiệu quả. Và trại David đã trở thành một biểu tượng sáng ngời về tư tưởng cách mạng tiến công và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Đây là một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh trên thế giới. Trải qua 823 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngoại giao giữa sào huyệt của kẻ thù, hai đoàn đại biểu quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc và đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nếu như Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, đó là thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường và cuộc đấu tranh ngoại giao kéo dài đầy khó khăn, phức tạp, thì cuộc đấu tranh buộc đối phương phải tuân thủ và thực thi các điều khoản của Hiệp định Paris. Đây là cuộc đấu trí, đấu lý hết sức cam go, quyết liệt, gian khổ và hy sinh trên mặt trận ngoại giao quân sự. Những kinh nghiệm và bài học quý báu trong đấu tranh ngoại giao của hai đoàn đại biểu quân sự của ta trong thực hiện Hiệp định Paris vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các đồng chí, kế thừa và phát huy truyền thống trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, trong những năm qua thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng góp phần bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thì lực lượng vũ trang quân khu đã luôn quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và từng bước cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, của Bộ Quốc phòng bằng những cái chủ trương, giải pháp
mang tính đột phá và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cũng như là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh thành vững chắc trên địa bàn, đã luôn quan tâm rèn luyện giáo dục cho cán bộ chiến sĩ là giữ vững bản lĩnh chính trị và xác định tốt nhiệm vụ, là chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, lực lượng vũ trang quân khu thì luôn quán triệt và nắm vững quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, và đồng thời luôn học tập để kế thừa những kinh nghiệm, những bài học đấu tranh ngoại giao của các thế hệ cha anh đi trước, kiên định, vững vàng để nắm chắc và hiểu sâu đối tượng, đối tác, chủ động linh hoạt, triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là đối với Campuchia, theo nghị định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, tích cực làm tốt nhiệm vụ giúp bạn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, tăng cường công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới, duy trì chặt chẽ chế độ gặp gỡ ở từng cấp theo cái quy chế phối hợp giữa ta và bạn, và đã chỉ đạo cho các địa phương trên địa bàn quân khu tăng cường các hoạt động kết nghĩa với lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, qua đó đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển và củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia, để góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và thống nhất toàn diện lãnh thổ. Lực lượng vũ trang quân khu luôn coi đây là hành động thiết thực nhất, cụ thể nhất để xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Kính thưa các đồng chí, hôm nay thì được nghe thường trực ban liên lạc báo cáo về nguyện vọng xây dựng các hạng mục công trình để xây dựng khu di tích. Trong qua thời gian vừa qua thì quân khu 7 nói chung giao cho Cục Chính trị là phối hợp với ban liên lạc để làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cơ quan của Bộ Quốc phòng, thì thấy đây là nguyện vọng chính đáng, quân khu sẵn sàng là ủng hộ và đồng hành cùng với ban liên lạc để thực hiện được cái nguyện vọng này. Qua báo cáo của đồng chí trưởng ban liên lạc thì thấy rằng có thể nói là 7 cái hạng mục công trình mà ban liên lạc đề xuất xây dựng, thì nếu mà nói trong thời những năm 73, tức là trong chiến tranh, chúng ta đã làm được những công trình này đã là khó rồi, nhưng hiện nay để phục dựng lại nó lại càng khó hơn, tuy là trong điều kiện hòa bình. Bởi vì khó là chúng ta xây dựng trên cái nền là những cái đã mất đi, chỉ còn trong trí nhớ, trong hồ sơ để mà chúng ta phục dựng lại. Khó do cái cơ chế quản lý các cái công trình văn hóa, do đó thì đây là việc làm không phải dễ, nhưng với quyết tâm, chúng ta có chủ trương thống nhất từ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, của quân khu, và đặc biệt là quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ của hai ban liên lạc, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thực hiện được nguyện vọng này để trở thành là cái nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ đi sau về một cái thời gian đấu tranh ngoại giao quân sự để góp phần tạo nên cái chiến dịch Hồ Chí Minh và cái thắng lợi hoàn toàn để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng xin báo cáo là quan điểm của quân khu là sẵn sàng là hỗ trợ cái sức của mình để mà cùng với các đồng chí cùng dựng lại cái di tích này để làm cái nơi giáo dục truyền thống. Trong không khí xúc động của buổi họp mặt hôm nay, một lần nữa cũng xin chuyển lại lời của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu để mong các đồng chí luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng như là truyền thống của đơn vị mà chính các đồng chí là những người xây dựng nên, tạo nên truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn.
xin thay mặt cho thường trực ban liên lạc và tất cả các thành viên trong ban liên lạc truyền thống ban đại học quân sự bốn bên và hai bên, trước hết là cảm ơn đồng chí phó chủ nhiệm chủ trì quân khu. Cái thứ nhất là đồng chí đánh giá về vai trò, vị trí, lịch sử và cái hoàn thành nhiệm vụ của hai cái phái đoàn quân sự của chúng ta trong ban liên lạc quân sự bốn bên và hai bên. Cái điểm thứ hai là đồng chí nêu về cái vị trí của ban liên lạc, cái việc khó khăn, thấy được cái khó khăn, rất khó khăn của việc phải xây dựng khu di tích. Cái điểm thứ ba đồng chí là xác định là quân khu rồi cục chính trị quân khu sẽ giúp đỡ cái thường trực ban liên lạc để mà làm được cái khu di tích lịch sử của hai cái phái đoàn của chúng ta trong ban liên lạc quân sự ở trại Trà Vinh, Tân Trường Nhân. Cái đó là tạo nên một cái lòng tin cho tất cả chúng ta, bởi vì có quân khu thì chúng ta mới làm được, có các cái cơ quan như Sở Văn hóa Thông tin, rồi quân khu, rồi Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và kể cả tên mình, thì có như thế thì chúng ta mới làm được. Mà cái vai trò quân khu theo tôi biết là đây là một cái nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, cũng được giao một phần cho quân khu, và chúng tôi từ đây tới đi là dựa vào quân khu, dựa vào cục chính trị để chúng ta mới có thể làm được cái việc này, bởi vì rất khó. Cho nên là khi và cũng hứa với đồng chí và báo cáo là với quân khu, tất cả thành viên của ban liên lạc còn khỏe mạnh như hiện nay, cố gắng làm hết sức mình mục tiêu mà chúng tôi biết để góp một cái phần để xây dựng cái khu di tích đúng như vốn nó có, mới thực sự trở thành cái khu di tích lịch sử, đặc biệt là cái phái đoàn quân sự ngoại giao được phóng anh hùng và đấu tranh chống sao quyền của địch vẫn tồn tại, vẫn phát triển và góp một phần thắng lợi vào thắng lợi chung. Cảm ơn đồng chí đã làm tất cả. Tôi nghe tôi báo cáo các đồng chí một cái điều rất là phấn khởi thế này, tức là ngày 25 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có một cái văn công văn đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tức là công nhận để xếp hạng cái khu di tích là ban liên hợp quân sự tại Đà Vinh thành khu di tích quốc gia, đề nghị chúng ta là nhổ tay mừng kệ trong cái này chúng ta tham gia. Và trong cái dịp họp mặt này thì Bộ Tư lệnh Quân khu gửi cho chúng ta 10 triệu và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng ta 3 triệu, đề nghị chúng ta cùng chia lên cho mình. Thì tiếp theo này là gì? Phần tiếp theo của hội nghị xin bây giờ sẽ đến cái phần phát biểu của các đại biểu. Xin như cái mục tiêu của cái hội nghị đã đặt ra là các đồng chí suy nghĩ rồi thì để đóng góp tư liệu rồi thì các cái thông tin để làm sao cho nó có cái chuẩn bị những cái tư liệu, những cái hình ảnh hơn sinh động để chuẩn bị có cái sau này nó có cái di tích và hoàn thiện thì chúng ta sẽ làm cho nó phong phú hơn, sinh động hơn. Thì rất mong các đồng chí có ý kiến phát biểu. Đặc biệt đến dự cái buổi hôm nay thì có các đồng chí ở trong ban chí vận của cái khu ủy, đặc khu ủy Sài Gòn Gia Đình, thì xin trân trọng các đồng chí cũng một là phát biểu giao lưu cũng như cái buổi hôm khi đến các đồng chí đặt vấn đề và cũng là có những cái thông tin và những cái gì để đóng góp với những cái ban liên lạc của cái trại David của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, kính thưa đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Sài Gòn Gia Đình, kính thưa tất cả các đồng chí tham dự buổi họp mặt hôm nay. Trước hết chúng tôi cũng muốn nói đến sự có mặt của chúng tôi hôm nay là với một cái tinh thần hết sức là trân trọng. Trong những cái ngày kháng chiến trước đây thì ban chí vận mặt trận khu ủy Sài Gòn Gia Đình là một cái đơn vị cùng một mục tiêu, cùng một mục đích với cuộc chiến đấu của phái đoàn
hai phái đoàn liên hợp quân sự của chúng ta ở tại trại David. Cái quan hệ giữa hai đơn vị lúc bây giờ là hoàn toàn bí mật, nhưng mà thực tế ra đó là cái sự hiện diện của hai phái đoàn của chúng ta ở tại trại David là một nguồn động viên rất lớn cho phong trào nhân sĩ trí thức của Sài Gòn Gia Đình dưới sự lãnh đạo của khu ủy Sài Gòn Gia Đình. Trong cái lịch sử của kháng chiến của chúng ta và của đảng chúng ta thì có một cái sự việc mà cũng hết sức là đáng tự hào cho Sài Gòn Gia Đình, đó là một cái đơn vị của một cái tầng lớp trên của nhân sĩ trí thức của một cái thành phố trung tâm đầu não của Mỹ và cầm quyền Sài Gòn lại được phong anh hùng. Đó là một cái điều hết sức là đặc biệt, và chính vì hôm đó hôm nay với cái tinh thần là hết sức là trân trọng và với một cái tình cảm rất là sâu lắng đối với cái đơn vị anh hùng ban liên lạc của hai phái đoàn liên hợp quân sự của chúng ta tại Đại Biên, chúng tôi hôm nay đến đây mang theo tất cả cái tấm lòng của những người không có mặt của ban ký vận, những nhân sĩ trí thức rất nổi tiếng của Sài Gòn trong Quốc hội của Sài Gòn Gia Đình, của chính quyền Sài Gòn và trong tầng lớp nhân sĩ trí thức hôm nay có mặt ở đây. Chúng tôi cũng muốn dành một chút xin các đồng chí để cho được giới thiệu là chúng tôi đã mang các đồng chí ở trong ban ký vận đến đây. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu trong đoàn chúng tôi đến đây đó mang theo cái tình cảm hết sức là trân trọng cái thành tích chiến đấu, cái sự dũng cảm và mưu trí của hai cái phái đoàn của chúng ta cả trại đã biết đã làm cho cái tinh thần của nhân dân đồng bào của chúng ta ở Sài Gòn, nhất là nhân sĩ trí thức ở các trường đại học của ta có thể nói là hưng phấn lên và có cái tinh thần chiến đấu, và tất cả những cái phong trào chính trị lúc bây giờ ở Sài Gòn có một cái rất là vô hình là bắt nguồn từ cái sự hiện diện của hai phái đoàn của chúng ta ngay ở trong lòng của đầu não của Sài Gòn. Cái điều đó thì có thể là trong một cái dịp khác thì chúng tôi cũng rất là muốn đó, là các anh chị em của ban ký vận đó cũng rất là muốn gặp các đồng chí để trao đổi lại những cái hồi đó chúng ta không có dịp để nói với nhau. Có những đồng chí đó là đón để mà xem cái chiếc xe của phái đoàn cũng ngang qua rồi đó khéo léo đó là vẫy tay, và trong cái kỷ niệm đó của một đồng chí đó thì có nói rằng là cái người ở trong xe đó thì đi trên đường phố như vậy đó thì bỗng nhiên thấy như vậy đó thì cũng đó, khéo léo để mà vẫy tay lại. Những cái đó là nó hết sức là thiêng liêng. Tôi nói bây giờ thì rõ ràng tôi cũng mang tất cả những sự xúc động đó. Ở trong đoàn của chúng tôi hôm nay đó, thì cũng xin trân trọng giới thiệu với đồng chí thiếu tướng, tất cả các sĩ quan tướng lĩnh của chúng ta và các đồng chí trong hai cái phái đoàn hôm nay. Chúng tôi có đồng chí luật sư thẩm phán Triệu Quốc Mạnh là một cán bộ và đồng bí mật đơn tuyến đặc biệt của ban ký vận của ủy Sài Gòn Gia Đình, nguyên là chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Sài Gòn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh, và đã bằng quyết định của mình đã cứu rất là nhiều tù nhân và đã làm vô hiệu hóa cái sự kháng cự của cái bộ máy cảnh sát quân sự của Sài Gòn. Thẩm phán Nguyễn Quốc Mạnh đã tham gia cách mạng là từ năm 1955, vào đảng là năm 1956, là một thanh niên trí thức Sài Gòn rất là đặc trưng cho những người trí thức tỏ thờ đó, và đã trở thành một cái luật sư ở trong bộ máy chuyên chính của Sài Gòn suốt một thời gian hết sức là bí mật. Đấy. Và cho đến cái giờ phút cuối cùng thì tổng thống Dương Văn Minh đã bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cảnh sát. Đó là một cái bộ máy bảo đảm cái sự gọi là an ninh của chính quyền Sài Gòn. Thì cái điều đó là một cái thắng lợi rất lớn trong cả một suốt một quá trình 20-30 năm như thế của một cái hoạt động của khu vực Sài Gòn Gia Đình. Và đề nghị luật sư Mạnh đứng lên để cho phải nói đó là luật sư thẩm phán Triệu Quốc Mạnh á vào lúc đó là một viên chức cao cấp của Sài Gòn, một người rất là có uy quyền, cảnh sát hỗ trợ, quân đội hỗ trợ và các viên chức hỗ trợ đó là cái người thi hành luật pháp của chính quyền Sài Gòn, người rất là bận rộn trong và thế ra Dương Văn Minh khi mà thấy luật sư trình diện á, mời luật sư Triệu Quốc Mạnh trình diện để nhận chức á, Dương Văn Minh rất là thích, thấy là xứng đáng quá. Và chính là chúng ta có một việc tầm như vậy ở trong bộ tham mưu của Dương Văn Minh. Thứ hai là chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu với các đồng chí đó, để mà chúng ta cũng thấy là có hai mặt trận,
một cái mặt trận mà rất âm thầm, rất là lặng lẽ, và cũng một cái tầng lớp mà tinh hoa của Sài Gòn đó. Cho nên là chúng tôi cũng rất là vui được đến với các đồng chí với tất cả cái sự tâm trọng đó. Có cái nhà giáo, nữ nhà giáo của chúng tôi là Nguyễn Bình Minh, xin mời ngay ông xã phòng khách. Đặc biệt của nhà giáo này rất là tiêu biểu cho nhiều gia đình của Sài Gòn, nhiều gia đình của Sài Gòn. Đó, mà tại sao cái phong trào chính trị của Sài Gòn mạnh đến như thế và nó liên tục thế? Thì đây là một cái gia đình có ba cô gái là Nguyễn Bình Thanh, Nguyễn Bình Trang và Nguyễn Bình Minh. Bố của gia đình này đó là ông kỹ sư Nguyễn Văn Đức, lại là bạn học và đồng hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào những cái ngày cùng lên học. Và của Tôn Đức Thắng là nghèo, và gia đình của kỹ sư Nguyễn Đức An Giang trong đó là thuộc cái loại là khá giả lúc bây giờ, và đã hai người đã ở trọ trong cái thời gian mà cụ Tôn Đức Thắng học ở đây. Và suốt trong quá trình đó thì cả cái gia đình này là tham gia cách mạng trong cái thời gian kháng chiến của chúng ta. Sau ngày giải phóng, là Chủ tịch Trường Chinh, Chủ tịch Phạm Văn Đồng đều có đến thăm gia đình với cái tư cách là người bạn của cụ Tôn Đức Thắng. Thì nhà giáo Nguyễn Bình Minh là một tiến sĩ và là giảng viên của các trường đại học của Sài Gòn trước 75. Và bây giờ thì cũng tham gia, sau giải phóng là tham gia là giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội Việt Nam. Và nữ Nguyễn Bình Minh á, Nguyễn Bình Thanh á, thì chắc ở đây rất là nhiều các đồng chí sĩ quan chúng ta đều biết. Nguyễn Bình Thanh là một nhà nữ ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong lúc đó thì Nguyễn Bình Trang đó là chính là vợ của nhà báo quân đội, nhà văn quân đội Nguyễn Thi, rất là nổi tiếng của miền Nam chúng ta. Thì đó là Bình Thanh đó là một nhà nữ ngoại giao đã hoạt động ở Liên Hiệp Quốc và là đại sứ của chúng ta ở Mỹ. Thì để nói như vậy đó, mà ở Sài Gòn thì không phải chỉ có một gia đình như vậy, nhiều cái gia đình là như vậy, tức là hoạt động rất là công khai và trong những cái vị trí xã hội như vậy, và ở cái tầng lớp, có thể nói là vào lúc đó là những cái tầng lớp là thượng lưu, nhưng mà tấm lòng của họ, tinh thần yêu nước của họ, tinh thần dân tộc của họ hoàn toàn là trái tim thuộc về dân tộc. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu để thấy rằng là bên cạnh cái hoạt động quân sự của chúng ta, những mũi tấn công và cái lực lượng quân sự cực mạnh của chúng ta và đã kết thúc cái cuộc chiến tranh bằng những cái quả đấm hết sức là lịch sử, thì chúng ta cũng có những đồng bào của chúng ta là Việt Kiều, trí thức Việt Kiều Pháp. Thì ở đây chúng tôi cũng có hai anh chị, chúng tôi cũng có mời hai anh chị ba là kỹ sư Bùi Trần Hà, chị Nguyễn Thị Mai và sĩ Thái Thị Ngọc Dương, hiện nay là đang ở trường đại học Quốc gia Hoa Sen. Thì lúc bây giờ đó là ở Paris đó, ở Pháp đó, thì các anh chị biết rồi, cái phong trào trí thức và yêu nước hướng về tổ quốc là rất mạnh, và chính như vậy đó đã đóng góp vào cái hiệp định Paris. Và những người này đều là những cái người mà vào đoàn thanh niên cứu quốc ở tại đoàn thanh niên lao động ở tại Pháp, đã được các tập đã rồi về và đi về với cái visa, cái giấy công vụ của chính quyền Sài Gòn, của Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn mời về để tham gia vào những cái ở trường. Và 12 nhóm trí thức đó đã được các đồng chí Nguyễn Thị Trơn và những người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng khi mà qua ở phái đoàn ở Paris đó là đưa về đường công khai và sắp xếp ở tất cả các trường đại học, từ Cần Thơ, Tiền Giang, Sài Gòn và Huế. Thì nói như vậy để thấy rằng là chúng ta là đã có một cái mạng lưới, có một cái hệ thống của nhân dân, của đồng bào của chúng ta như thế, thì đó chính là cái sức mạnh về chính trị rất là lớn. Và nó giải thích vì sao chúng ta đã chiến thắng một cách hết sức là ngoạn mục ở trong cái cuộc kháng chiến vừa qua. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những thanh niên Việt Kiều của Campuchia đó, nó đặc biệt đó là các cái cơ quan, các cái tổ chức cách mạng của chúng ta đó, là rõ ràng thể hiện một cái mặt trận gần dân đó. Như bây giờ mà đường lối quốc phòng của chúng ta cũng thường nhắc tới, thì chúng tôi cũng muốn là nói những cái này không phải là phê phán gì, nhưng mà chúng tôi thấy là rất là sung sướng, là vì sự lãnh đạo của đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Bí thư thứ nhất lúc bây giờ là đồng chí Lê Dũng, v.v. đã tạo ra cái sức hút, đã một cái
gọi là có thể nói là khó mà một dân tộc mà có cái sức mạnh như vậy ở ngay trong cái trung tâm đầu não của Sài Gòn. Chúng tôi đến đây đó là vì chúng tôi thấy rất là vinh dự, là vì chúng tôi được thứ nhất là được kể với các đồng chí một chút đó về cái đặc điểm của Sài Gòn, của đồng bào Sài Gòn, mà các đồng chí là những người đã được vào ngay ở trung tâm đó. Là tất cả chúng ta đều có cái mục tiêu lúc bây giờ rất là âm thầm, nhưng mà vô tình á thì chúng ta đều trở thành hai đơn vị anh hùng. Đó là chúng ta đều có cái mục tiêu là phải chiến thắng, chúng ta có cái mục tiêu là phải chiếm cái trái tim của nhân dân chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta làm được cái điều đó. Mặc dù chúng các đồng chí là hai phái đoàn quân sự, nhưng mà lúc bây giờ các đồng chí là tiêu biểu cho một cái tinh hoa là đối với kiến thức của Sài Gòn, đối với nhân sĩ Sài Gòn đã là niềm tự hào và niềm tin. Vì vậy trên đó ban trí vận đó có hai đoàn nhân sĩ trí thức hỗn hợp vào trại đá vít trước cái sự kiện 30 tháng 4. Có cái đoàn thứ nhất là với ba người, rồi cái đoàn thứ hai đó là cũng ba người, trong đó, đó là có những thành viên của ban trí vận như là nhà thầu Nguyễn Văn Hạnh. Thì hôm nay đó chúng tôi cũng muốn nói lên cái sự tin tưởng đó và cái tính chất của cái hai phái đoàn đó. Và trong đó có cái phái đoàn á là được mời ngủ lại tối hai mươi chín, rồi thì thấy cái tình hình nó mất an ninh quá nó không cho về, kiểu là sáng bỏ đi. Thì hôm nay đó là trong cái đoàn á là có vợ, có phu nhân của tổng trưởng thương mại chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là bà Nguyễn Thị Văn Diệp. Các bạn ở trong đoàn, trong hai phái đoàn đã có nhiều lần gặp cái phái đoàn đó. Thì như vậy đây nói rằng là nó rất là vô tình, là hôm nay thì chúng ta cũng không có cái gì gặp chính thức ở trong cái cuộc họp như thế này. Nhưng mà thật ra đó thì đối với chúng tôi khi mà làm sách là tất cả cái gì đó thì mình có kể đến những người đại đã biết đó. Và trong đây thì cũng nói là chúng tôi rất là sướng khi mà nghe có cái thông tin là được phục dựng lại cái trại đã biết. Chúng tôi tiếc lắm, nghĩa là kể như vậy là chúng tôi rất tiếc mà rất là phải nói là đau khổ lắm. Và đối với nhân sĩ trí thức Sài Gòn họ cảm thấy buồn đó. Tại vì như tôi nói đó, là họ thấy đó là cái niềm tin của họ, tức là cái chỗ dựa khi mà họ đã bị bao vây, bị tất cả những cái sự đàn áp đó. Thì cái sự hiện diện của hai phái đoàn đó và cái tính cách, cái tư cách của sĩ quan của mình, cái đoàn sĩ quan của mình như vậy là đó là có thể rất là tuyệt vời. Và cũng xin nói với các đồng chí là trong những cái năm sau ngày 30 tháng 4 thì cứ hàng năm ấy, cũng chính là 1 đến 2 lần. Bản thân tôi cũng như là các đồng chí ở trong tiếp cận là thường hay tiếp các phóng viên nước ngoài, rồi đạo diễn quay phim, rồi các cái đoàn hữu nghị vân vân. Thì lúc nào đấy thì họ cuối cùng á làm gì thì làm, họ đi thăm trong quân đội, rồi họ đi thăm Củ Chi đó. Và đối với bản thân tôi đó là lúc nào khi mà chuẩn bị đó, họ đi từ Sài Gòn ra đó thì đi nghe qua phóng viên Hoàng Văn Thụ, thì chúng tôi thì chuẩn bị in những cái hình, in những cái tấm hình mà có ở trên mạng đó về cái đại đạo biết, tuy là rất hiếm hoi nhưng mà rất là đầy đủ, nào là hình của tướng Trần Văn Trà, rồi cả cái phái đoàn, rồi cả hai cái phái đoàn của mình họ đã công văn, là chúng tôi in lớn ra và nằm ở trên xe để chuẩn bị. Thì trên xe mà tới trước cái cổng mà ngoài cái thù đó thì chúng tôi bắt đầu nói liền, ở đây có một cái di tích lịch sử rất là quan trọng, và tôi tin rằng nói ra thì tất cả các nhà báo không đi nước ngoài sẽ rất là ngạc nhiên. Cái họ nói cái gì vậy, tại vì họ nhìn thấy cái công viên mà thấy là không có cái gì vậy các bạn, mà có liên quan đến cuộc chiến tranh hết. Thì khi đi ngang qua đó thì chúng tôi chỉ vào đó, chúng tôi đây là có một cái chiến tranh rất là nổi tiếng, đó là trại David. Tất cả là ồn lên đó, tôi đưa một cái hình đó ra, tôi nói cho họ vào xem. Họ đang cho họ vào xem. Thì thật ra lúc giờ tôi cũng không biết nói sao, tôi nói là thì tôi đang làm, thì sao hy vọng là thì sau mấy hôm qua thì chúng tôi sẽ cho xem. Điều đấy là chứng tỏ cái này, mà khi nói đến David á, tất cả những người nào đến nước ngoài vào thời đó họ đều biết hết. Thứ nhất là cái tên của họ, cái tên đó, cái tên đó nó đã có cái lịch sử gắn với Mỹ, mà lại là tự giới thiệu về mình một Việt Nam. Đấy, cho nên vì thế đó là nhiều phóng viên mình đã học nói họ và họ nói là cho họ xem. Đấy, nhưng mà phải đưa họ lên tây lên công ty. Cho nên bây giờ mà nghe cái tin này, nói thật ra trong lòng chúng tôi cảm thấy rằng nếu mà chúng tôi có cái khả năng gì đó, thật sự đây chắc là chúng tôi cũng sẵn sàng mà tham gia vào. Đấy, và tôi nghĩ rằng là cái sự nghiệp phục vụ dùng cái này đó, thì tôi nghĩ là rất mong các đồng chí đó đem hết sức ra. Tôi nghĩ là tiền bạc không thành vấn đề,
Đó, tại vì thực ra đó, chúng ta tốn tiền nhiều quý vị khác rồi, cho nên tốn tiền cái việc này đó, thì quý vị là nó rất là xứng đáng, biết bao nhiêu sung mãn. Cho nên là tôi nghĩ là tôi rất là phấn khởi về cái sự kiện này. Tại vì chúng tôi cũng thông báo cho trong anh em của tôi cái việc này, và chắc chắn là nó sẽ là một cái điểm đến hết sức là quan trọng cho thế hệ trẻ Việt Nam, Sài Gòn, cho kiến thức trẻ của chúng ta, và cho những nhà nghiên cứu lịch sử hiện nay của các trường đại học. Người ta rất muốn biết, không vừa đưa một cái đoàn sinh viên làm đề tài đi ngang qua đó, các em nó cũng nói là vô được không, rất tiếc không. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta hết sức quyết tâm, và chúng tôi đề nghị là luôn khu chủ rồi một chương trình thành phố, và tôi nghĩ là thành ủy thì chắc chắn là hết sức là ủng hộ. Nói thì tôi cũng với tất cả cái tình cảm thì rất nói rất là nhiệt tình với các đồng chí, nhưng mà thực ra thì chúng tôi cũng rất là muốn cảm ơn là ban liên lạc đã mời chúng tôi từ cái dự đến đây để dự với các đồng chí chia vui trong cái cuộc họp hôm nay, và cũng được bày tỏ tất cả sự kính phục, sự trân trọng và sự tự hào về cái tinh thần chiến đấu và cái sự hiện diện của các đồng chí suốt trong cái thời gian mấy năm như vậy ở ngay ở trong lòng của tân sinh viên. Thì đó là tất cả, đó là niềm tự hào của Sài Gòn, của nhân dân Sài Gòn, của nhân sĩ trí thức Sài Gòn. Chúng ta không phải là tất cả những di tích này cho chúng ta, mà chúng ta phải nghĩ đến Sài Gòn, nghĩ đến một cái nơi mà nói đến Sài Gòn là cả thế giới được biết, và biết là lúc đó Việt Cộng ở giữa lòng Sài Gòn như thế nào. Trong đó có các đồng chí và có cả tín đồ. Hôm nay có tất cả cái sự quan trọng đó, tôi xin cảm ơn các bạn và chúng ta khán giả. Chúng tôi cũng có mang cái món quà để bày tỏ tình cảm, thì chúng tôi xin mời đồng chí đại diện cho chúng tôi. Cái quà ấy đó, trước đây là hồng lâm, là luôn luôn chúng tôi đều có là tham gia chiến đấu với nhau, với lại đặc công 15, rồi sư đoàn 9 và vân vân. Chúng tôi xin mời anh luật sư Phạm Khắc Cần là chủ quốc mạnh đang cao cái bộ sách. Và sau đây là chúng tôi cũng xin trình diễn một tiết mục văn nghệ. Trân trọng mời đồng chí đại diện cho Bộ Tư lệnh Sài Gòn, chúng tôi cũng gửi tặng hồ sơ. Có thể là coi đó là cháu là con người bạn, là cháu của một con đứa khác. Hay là một nữ trí thức mà coi như chưa hề rời khỏi Sài Gòn suốt trong cả cuộc kháng chiến. Một người có rất là nhiều kiến thức Sài Gòn thì thường thường là kinh nghiệm tài năng nhiều lắm, là vừa là giảng viên nhạc viện, vừa là giảng viên đại học sư phạm và học xã hội. Đây là cái bìa của quyển sách. Chúng ta đã nhìn thấy cái tính chất của Mặt trận Dân tộc Độc lập Giải phóng rồi. Và ở trong cái bộ sách này là lần đầu tiên công bố cái lá cờ của Liên minh các dân tộc quân đội.
đó là một lực lượng chính trị thứ hai, và nhờ có chính tha liên minh và mặt trận dân tộc giải phóng thì mới thành lập ra được chính phủ cách mạng lâm thời qua một cái đại hội quốc dân đó. Cho nên cái vai trò của liên minh đó, hai cái lực lượng này đều là cho ban chí vận của Nguyễn Sài Gòn gia đình đó là chuẩn bị cái lực lượng để mà xây dựng anh. Và sau đây đó thì chúng tôi xin mời xin tặng một tiết mục văn nghệ hả anh Lê Hùng cho phép đó. Dạ, xin mời
cái âm thanh của nhạc đó chắc là ông sẽ truyền cảm được với chúng ta những cái lời ca ngợi dân tộc người đó. Tôi xin đọc một hai câu rất tiếc là chúng tôi không chuẩn bị trước được để mà cùng hát với lại cùng Việt Nam mới yêu ngàn ánh vinh quang rạng chiếu sơn hà, ngoài giống thiên rồng ngoài giống thiên ngang khắp nơi cất cao bóng cờ. Dân ta hằng anh dũng, dân ta vẫn hoa hùng, dân ta giàu vui biết không nao. Non sông còn còn yên vững, non sông sẽ lăn lừng muôn đời rộng vang trên chí cao. Là cái bài Khải Hoàng Ca này đó là cái bài để ca ngợi tất cả những cái cuộc thắng lợi. Đây là những cái mà lúc bây giờ là được lưu truyền đấy, và đó là cổ động cái này. Dạ thì chúng tôi xin rất là cảm ơn cái sự quan tâm và chú ý của cho việc xây dựng cái khu di tích tại Đà Bích, đồng thời cũng là cái lòng tin chúng ta khai thác phát triển cái khu di tích này. Khi mà các đồng chí đưa những kiến thức, những cán bộ kể cả trong nước, nhà nước, ngoài nước, đặc biệt là cái số sinh viên, học sinh sinh viên đến thăm và tham quan cái khu di tích tương lai chúng ta sẽ có ở tại sân bay Tân Sơn Nhất, cái đó là điều chúng tôi rất là phấn khởi. Thứ hai là cũng rất cảm ơn các đồng chí cho ba cái tiết mục văn nghệ, tức là bằng âm nhạc, đó là rất là hay. Mình từ xưa tới giờ một cái bà cụ già coi như gần cụ rồi mà lên mà đạt được như vậy là một cái điều rất là hay. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chương trình.